Dạ vâng, mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Kay Lê Tuyết. Liên quan đến việc Phùng Ngọc Huy và bé La Vi cũng như là diễn viên Mai Phương, thì theo cập nhật thông tin vừa rồi thì các clip quý vị các bạn đã biết rồi đó, thì hiện tại Phùng Ngọc Huy cũng đã chính thức được Tòa án Nhân dân cũng như là pháp luật công nhận toàn quyền nuôi con. Tuy nhiên rằng do tình hình dịch bệnh nên chính phủ Việt Nam và Mỹ cũng đã tạm đóng cửa biên giới, không có cho người ra vào để mà hạn chế tránh lây nhiễm. Lúc còn ở Việt Nam thì bên cạnh việc ca hát thì anh tưởng chừng như bỏ cuộc vì không có được sự nghiệp, không có được suôn sẻ lắm. Và anh lại bén duyên với diễn xuất và tạo được dấu ấn mạnh mẽ và có một cái bước điểm đầu tiên chính là các loại phim Cổng Mặt Trời. Bộ phim giúp anh đoạt được giải thưởng nam diễn viên truyền hình yêu thích nhất tại giải Mai Vàng năm 2010. Phùng Ngọc Huy đã góp mặt trong các bộ phim tiếp theo là Chạm Vào Quá Khứ, Mua Láng Giềng Gần, Nữ Sinh, Tay Chơi Miệt Vườn. Và một điều mà Tuyết cũng thấy khá là tiếc cho Phùng Ngọc Huy là trong khi các nghệ sĩ như là Chí Tài và các diễn viên khác đã từ bên Mỹ đã về Việt Nam để mà lưu diễn và sinh sống tại Việt Nam, thì Phùng Ngọc Huy lại chọn một cái ngã rẽ riêng là đi sang Mỹ để mà lập nghiệp. Và với lời hứa thật là cũng sâu nặng với Mai Phương là lúc đó là Mai Phương có chia sẻ với một người bạn mà vừa rồi Tuyết có chia sẻ với quý vị và các bạn, đó là Mai Phương khoe với một người bạn rằng Huy hứa sẽ tìm mọi cách sang Mỹ và ổn định cuộc sống. Khi mà ổn định cuộc sống mà có quốc tịch xong rồi thì Huy sẽ rước Mai Phương cũng như là con gái qua Mỹ để mà chăm sóc và lo lắng. Tuy nhiên thì cái ước nguyện của Phùng Ngọc Huy đang sắp thành hiện thực thì Mai Phương đã không có còn ở trên cõi trần này nữa. Và Huy đã thực hiện được một nửa cái ước nguyện của mình là bảo vệ con gái La Vi và tạo mọi điều kiện để đưa con gái La Vi sang Mỹ. Có một vài thông tin cũng một vài người bạn thân thích của anh cho biết rằng Phùng Ngọc Huy có cuộc sống ở Mỹ cũng khá là chật vật đó quý vị. Chật vật là đúng rồi quý vị, khi mà chúng ta bước qua nơi đất khách quê người thì chúng ta phải bước vào một cuộc sống như một đứa trẻ, chúng ta phải học lại tất cả mọi thứ từ chữ viết, văn hóa cho đến công việc và cái nếp sống. Mà có một người bạn chia sẻ rằng anh phải liên tục chạy show, thậm chí là nhận lời quảng cáo bán đồ ăn vặt để trang trải. Thậm chí là khi Mai Phương mất, một số người đã mò vận vào trang chủ nơi mà công ty anh đang làm việc để mà chửi bới anh vì mà anh đã bỏ bê mẹ con Mai Phương. Và cái nơi mà anh làm việc đó đã bị yêu cầu dừng hợp tác kinh doanh với anh, bắt buộc là anh thất thu và có một cái sự nghiệp hơi bấp bênh từ lúc mà Mai Phương mất cho đến bây giờ. Và trên màn hình là hình ảnh cái trang cá nhân của Phùng Ngọc Huy. Như vừa rồi Tiết Chiếu chia sẻ đó, cái trang cá nhân là cái trang vừa rồi mà Phùng Ngọc Huy cũng đã chuyển sang chế độ màu đen đó quý vị, là chế độ để tang cho người thân đó quý vị. Và với hình ảnh mà Phùng Ngọc Huy quảng cáo đồ ăn vặt để trang trải cuộc sống thì theo mình nhìn thấy hình như đó là khô đó quý vị, khô gà hay là khô heo hay là một cái món ăn vặt nào đó. Mọi người đừng có nhân cái sự kiện này mà tìm vào trang cá nhân của Huy mà chửi bới Huy. Mọi người phải ủng hộ Huy chứ, tại sao lại chửi bới Huy dẫn đến Huy mất việc và mất thu nhập như thế này. Thì làm sao Huy có thể trang trải được cuộc sống mà lo cho La Vi được ổn định được quý vị và các bạn. Theo quan điểm của Tuyết thì Tuyết thấy Huy là một người cũng khá là ít nói, nhưng mà cũng như một vài cái thông tin khác Tuyết đã chia sẻ đó. Một người ít nói, người ta nói ít nhưng mà người ta làm nhiều. Chứ không có như là những người ta nói nhiều, người ta hô nhiều, người ta là những anh hùng bàn phím, người ta vô người ta chửi bới nhưng mà người ta chả làm được việc gì ra hồn hết. Mọi người tự xét lại cái hành động của mình nha. Có rất là nhiều người thấy việc bất bình lên tiếng ok, nhưng mà trước khi mình lên tiếng mình phải xét lại mình xem mình có làm cái gì để mà có lỗi với lương tâm với gia đình của mình hay không nữa. Và những cái gì mình làm thì sẽ dẫn đến cái hậu quả như thế nào nữa. Dạ vâng, hôm nay mình có một cái chia sẻ cũng hơi ít nhưng mà mong các bạn hiểu nhiều. Cuộc sống của La Vi, tương lai của La Vi là điều phụ thuộc vào công việc cũng như là thu nhập của Phùng Ngọc Huy.
Chúng ta hãy cùng ủng hộ Huy trên mọi chặng đường nghệ thuật cũng như là buôn bán kinh doanh, việc gì cũng không sao hết, miễn chúng ta làm ra tiền bằng sức lao động của mình thôi. Dạ vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết clip của Tuyết. Đừng quên nhấn ủng hộ giúp Tuyết cái nút subscribe kênh nha cả nhà, cái nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới clip nha quý vị. Mình hãy nhấn vào cái chuông thông báo ở kế bên để luôn là người đầu tiên xem clip ủng hộ giúp Tuyết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Hãy sống bằng cả trái tim và tình yêu thương.